quý vị quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành luật chính sách quốc phòng. Tổng thống Donald Trump ngày 13 tháng 8 ký ký luật chính sách quốc phòng NDAA trị giá 716 tỷ Mỹ kim, cho phép chi tiêu của quân đội nhưng giảm nhẹ vì kiểm soát các hợp đồng của chính phủ đối với hai công ty Trung Quốc là ZTE Corporation và Huawei Technologies. Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật tại căn cứ lục quân Fort Drum ở New York trên đường trở về Washington sau 12 ngày vừa nghỉ hè vừa làm việc tại New Jersey. Ông Donald Trump nói luật này là đầu tư có ý nghĩa nhất đối với quân đội và đối với các chiến binh của Hoa Kỳ trong lịch sử cận đại. Một số nhà lập pháp muốn dục luật vừa kể để tái áp đặt những chế tài nghiêm khắc đối với CTE, trừng phạt công ty này vì đã vận chuyển bất hợp pháp những sản phẩm cho Iran và Triều Tiên. Luật NDAA cùng củng cố ảnh hưởng của Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ, lời Ủy ban duyệt xét những đề nghị đầu tư để cân nhắc xem các việc đầu tư này có đe dọa an ninh quốc gia hay không. Biện pháp này được xem như là nhắm vào Trung Quốc. Luật NDAA cũng cho phép chi 7.6 tỷ Mỹ Kim cho 77 máy bay phản lực chiến đấu tấn công hỗn hợp F-35 do công ty Lockheed Martin chế tạo. Thưa quý vị, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu tại Hoa Kỳ, Trung Quốc phản ứng mạnh. Vào ngày 13 tháng 8, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trong khi quá cảnh tại Hoa Kỳ đã lên tiếng bảo vệ các giá trị dân chủ và nền độc lập cho Đài Loan. Một bài phát biểu công khai chưa có tiền lệ trong 15 năm vừa qua khiến Bắc Kinh phản ứng mạnh. Theo AFP, bà Thái Anh Văn đã quá cảnh tại thành phố Los Angeles vào hôm 13 tháng 8 trong chuyến công du đến Paraguay. Bà lên tiếng khiên quyết bảo vệ các giá trị dân chủ. Bà nói, Chúng tôi quyết giữ cam kết sẵn sàng cùng nhau thúc đẩy ổn định và hòa bình khu vực theo các nguyên tắc của lợi ích quốc gia, tự do và dân chủ. Bà Thái Anh Văn phát biểu như vậy tại thư viện Tổng thống Ronald Reagan, người mà bà đã ca ngợi những đóng góp cho mối quan hệ Đài Loan và Hoa Kỳ, trong đó có cam kết không gây sức ép buộc Đài Loan phải đàm phán với Bắc Kinh. Bà trích dẫn phát biểu của cố Tổng thống Ronald Reagan và thêm rằng đây cũng là tình cảm của người Đài Loan hiện nay. Mọi thứ đều có thể thương lượng ngoại trừ hai điều tự do và tương lai của chúng ta. Tại Bắc Kinh, khi được yêu cầu bình luận về việc quá cảnh của bà Thái ở Mỹ, văn phòng đối ngoại phụ trách các vấn đề Đài Loan lên tiếng phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy sự độc lập của Đài Loan thẩm phán cho phép xúc tiến truy tố công ty Nga. Một thẩm phán liên bang ngày 13 tháng 8 ủng hộ công tố viên đặc biệt Robert Mueller trong cuộc điều tra Nga cho phép tiếp tục vụ án chống lại một công ty Nga bị cáo buộc tài trợ một chiến dịch tuyên truyền để làm trật hướng cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2016 có lợi cho Tổng thống Donald Trump. Thẩm phán Daphne Friedrich trong văn kiện nộp tại toán liên bang ở Washington DC bác bỏ lập luận của công ty Concord Management and Consulting LLC rằng ông Mueller đã được chỉ định bất hợp pháp và thiếu quyền công tố. Bà Friedrich viết rằng điều tra và truy tố công ty Concord, công tố viên đặc biệt không vượt quá quyền hạn của ông. Bà cũng bác bỏ lập luận của công ty là Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein. Hành động nhân danh Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions sau khi ông này rút lui đã vượt qua giới hạn khi đưa ông Mueller điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử. Luật sư của công ty Concord ngày 13 tháng 8 chưa trả lời yêu cầu bình luận. Trước đó, luật sư của Concord nói ông Rosenstein vi phạm điều khoản chủ định của Hiến pháp Hoa Kỳ khi tuyển dụng ông Mueller vào tháng 5 2017. Thưa quý vị, FBI sa thải ông Peter Strzok vì các tin nhắn chống tổng thống Donald Trump. Cơ quan FBI đã sa thải ông Peter Strzok dù ông giúp lãnh đạo việc điều tra chuyện Nga chen vào bầu cử Hoa Kỳ sau khi các viên chức điều tra khám phá ông có gửi các tin nhắn với nội dung chống tổng thống Donald Trump cho một đồng nghiệp. Luật sư đại diện cho ông là Atan Goldman cho biết, phụ tá giám đốc FBI David Bodich đã ra lệnh sa thải ông hôm thứ Sáu. Nhiều văn phòng của giám đốc điều tra về nội bộ của FBI cho hay trước đó, ông Stroke chỉ bị gián chức và bị đình chỉ công việc trong vòng 60 ngày. Luật sư Goldman cho hay hành động sa thải đột ngột này đã đi ngược lại với các bảo đảm liên tục của FBI là ông Stroke chỉ bị kỷ luật nội bộ mà thôi. Ông nói, đây không phải là tiến trình bình thường gì cả, dù có gọi nó bằng cái tên gì cũng thế. Cơ quan FBI từ chối bình luận về vụ sa thải ngày hôm nay. Thổ Nhĩ Kỳ đã đòi tẩy chay hàng điện tử Hoa Kỳ. Tổng thống Tayyip Erdogan vào thứ ba tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tẩy chay các sản phẩm điện tử do Hoa Kỳ sản xuất để trả đũa trong cuộc tranh chấp với Washington đã khiến cho đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ rớt giá xuống mức thấp kỷ lục. Đồng lira mất giá hơn 40% trong năm nay và vào đầu ngày thứ hai ngày 13 tháng 8 đã rơi xuống mức thấp nhất từ trước cho tới nay khi một Mỹ Kim đổi được chỉ có 7.24 lira vì những lo sợ về những lời kêu gọi của ông Oregon đòi hạ lãi suất và cũng vì những lo ngại về các quan hệ ngày càng xấu đi với Hoa Kỳ. Sự yếu kém của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ đã ảnh hưởng tới các thị trường toàn cầu. Việc đồng lira mất giá tới 18% nội trong ngày thứ sáu vừa qua đã tác động tới các thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và Âu Châu, giữa lúc giới đầu tư lo sợ về những hệ lụy của các ngân hàng có thể bị tác động vì những giao dịch với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan nói rằng, chúng ta sẽ ban hành lệnh tẩy chay đối với các sản phẩm điện tử của Hoa Kỳ. Nếu họ có iPhone thì bên kia đã có Samsung và hơn thế nữa chúng ta đã có Vasto của riêng chúng ta. Vasto chính là một công ty điện tử Thổ Nhĩ Kỳ mà giá cổ phiếu mới đây đã tăng 5%. Và chuyến sang phần tin thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có kết quả như sau.

Đồng thời giá dầu thô trong ngày hôm nay là 67 đồng 15 sen trong một thùng dầu thô, đã giảm đi 0.09 sen trong một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1201.60 sen trong một ounce, đã tăng 0.23 sen trong một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào ngày hôm nay là 36 640 000 đồng một lượng, bán ra là 36 710 000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô la ngày hôm nay đổi được 23.350 đồng tiền Việt Nam thưa quý vị vừa rồi là phần tin hoa kỳ và chứng khoán sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin việt nam đời sống và giải trí